Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái Apache ATMQ. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu về cái Apache này. Thì cái Apache này nó là một cái thư viện mã nguồn mở phổ biến nhất và mạnh mẽ cho việc gửi tin nhắn và mô hình sử dụng trong cái mô hình tích hợp với server. Nó được viết trong ngôn ngữ Java và nó hỗ trợ các client và sử dụng GMS và một số tiêu chuẩn khác. Về tính năng của nó thì nó chủ yếu dùng để gửi và nhận các tin nhắn từ các client độc lập. Rồi sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái thì các bạn sẽ vô cái trang atmq.apache.org. Thì các bạn sẽ đi download nó. Rồi các bạn sẽ click vô cái link download. Ở đây thì các bạn có thể chọn download phiên bản mới nhất, hoặc là các bạn cũng có thể lựa chọn các phiên bản cũ hơn. Ở đây thì tùy vào cái phiên bản GDK mà các bạn cài đặt ở trong máy. Như trong máy mình thì mình cài cái GDK 1.8. Nếu mà bạn nào mà chưa cài GDK thì hãy cài GDK thì cái app VMQ này nó mới sử dụng được. Thì để xài được với GDK 1.8 thì các bạn phải tải các phiên bản mà nó mới mới thì nó mới sử dụng được. Ở đây ví dụ như mình tải cái phiên bản 5.15.0 chẳng hạn. Rồi, ở đây thì mình sử dụng máy Windows nên là mình sẽ chọn cái phiên bản với này Windows. Rồi, mình click OK. Và mình sẽ chờ cho nó download xong. Rồi, như vậy là mình đã download xong. Và mình sẽ vô cái folder download và mình xài nghe nó ra. Rồi, mình đã giải nén nó ra được ở đây. Và mình sẽ di chuyển nó vào cái folder, chẳng hạn như là mình sẽ di chuyển ra cái ổ C này chẳng hạn. Rồi, sau đây thì mình sẽ bắt đầu khởi động cái ActiveMQ này. Thì mình sẽ đi do mục theo mục bin Win64. Ở đây thì mình sử dụng Win64 nên là mình sẽ đi do cái mục Win64 này. Và để mà khởi động thì các bạn có thể click vô cái file ActiveMQ.bat này để khởi động, hoặc là có thể dùng command line để khởi động. Dùng command line thì các bạn có thể khi khởi động mà chẳng hạn như nó bao lỗi gì đó, các bạn có thể nhìn thấy nó. Ví dụ như mình sử dụng command line chẳng hạn. Có lệnh cd xuyệt, xong rồi mình sẽ đi copy cái đường link này và mình bỏ vô. Rồi mình xuyệt nó, rồi mình nhấn ActiveMQ.bat chẳng hạn. Rồi mình nhấn enter. Rồi nó đã khởi động được cái ActiveMQ cho mình. Và bây giờ mình sẽ vô trình duyệt để mà mình truy cập vô cái ActiveMQ. Thì để truy cập vô đi nó thì mình sẽ gõ localhost và port là 8161 như vậy. Đây là cái port mặc định của ActiveMQ. Mình click vô manage ActiveMQ docker chẳng hạn. Thông thường khi mà mới cài thì nó sẽ hiện thị ra một cái hộp thoại để cho các bạn nhập cái username và password. Thì các bạn sẽ nhập là admin, username là admin và password là admin vô thì nó sẽ vô được cái trang này. Đó, thì còn trong trường hợp mà các bạn muốn cài đặt cái ActiveMQ này vào trong cái service của Windows thì các bạn sẽ sử dụng cái file install service này. Còn nếu mà các bạn chỉ khởi động bằng command line như này, khi mà mỗi lần các bạn tắt cái command line đi thì các bạn sẽ không thể nào mà truy cập vô được cái ActiveMQ này nữa, tức là nó tự động nó top luôn cái server của cái ActiveMQ này. Ví dụ như mình giờ mình vô cái trang này lại lần nữa thì nó báo là không thể kết nối. Như thế này thì nó bất tiện, thì các bạn có thể mà cài đặt được nó vào trong service của Windows. Thì
thì các bạn sẽ không cần phải khởi động đi khởi động lại lần nữa cho nó tốn công. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nó vào trong cái service của Windows. Và mình cũng mở command line lên và mình chọn run as administrator. Và mình bắt cái đường dẫn của nó vô đây và mình nhấn enter. Và tiếp theo thì mình sẽ có cái lệnh của nó là install service.bat. Rồi các bạn nhấn enter. Rồi nó đã báo là APNQ đã được cài đặt. Rồi các bạn sẽ vô cái mục view local service để mà xem cái APNQ nó thêm vô. Thì cái APNQ nó được thêm vô cái service của Windows như vậy. Và các bạn sẽ click chọn lên nó và nhấn tab để nó khởi động cái APNQ. Rồi mình đã tạp lại được cái APNQ như vậy. Và lần sau thì các bạn sẽ không cần phải tạc đi hay tạc lại. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay lại trình duyệt và mình refresh lại cái đâu giờ thì nó đã vô được APNQ như vậy. Còn trong trường hợp mà chẳng hạn như các bạn muốn xóa cái APNQ này khỏi service thì các bạn sẽ nhấn vô nó và chọn top. Sau đó các bạn sẽ dùng cái lệnh là uninstall service.bat này. Thì các bạn cũng có lệnh tương tự như kiểu cái có lệnh install service ở trên này. Ví dụ như các bạn ấn install service.bat, sau đó các bạn nhấn enter này, nó sẽ tự động remove cái APNQ khỏi cái service của Windows. Thì ở đây thì mình không muốn uninstall nên là mình sẽ không thực hiện cái lệnh này. Thì mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt xong cái APNQ Apache APNQ. Thì mình xin tạm dừng cái video hướng dẫn của mình tại đây. Thì ở cái video sau, nếu mà mình có rảnh thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái ứng dụng chat sử dụng Ring cộng với lại kết hợp với lại GMS cộng với lại APNQ để làm một cái ứng dụng chat hoặc là cái ứng dụng như là ứng dụng gửi mail chẳng hạn, vân vân. Mình xin được tạm dừng video ở đây.